Xin chào các bạn, trên bàn của mình bên tay trái là chiếc IQ Z9 Turbo Plus và bên phải sẽ là chiếc IQ Neo 9S Pro Plus. Hai chiếc máy đều rất hot của nhà IQ đúng không? Hiệu năng mạnh, giá rẻ. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài so sánh chi tiết về hiệu năng giữa hai con chip đi. Dimensity 9300 Plus và Snapdragon 8 Gen 3, một chiếc máy tầm khoảng 8 củ với cả một chiếc máy tầm 10 củ. Liệu có sự khác biệt hay không nhá? Ngoài ra thì viên pin nữa, pin lên máy 6400 này. Pin này sẽ chỉ 5.500 mà thôi, để xem là khác nhau ra sao. Bắt đầu video. Rồi, anh em nhìn cái sự khác biệt này. Với chiếc Neo 9S Pro Plus thì chúng ta sẽ có vân tay siêu âm, vị trí rất là cao anh em nha. Nó không kiểu rẻ tiền như cái con Z9 Turbo Plus đâu, rất là thấp, được chưa? Nhưng vì là cảm biến siêu âm nên chiếc Neo 9S Pro Plus ấy, nó cũng sẽ kén cường lực hơn các bạn nhé. Khi mua thì các bạn lưu ý. Rồi, và hiện tại thì sẽ là 10:25, chiếc Z9 Turbo Plus này 47% pin, Neo 9S Pro Plus 42% pin. Tí nữa sau bài test ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ so sánh về pin nha. Cả hai chiếc máy thì mình đều sẽ bật chế độ Monster này. Đó, mình đều sẽ tắt đa nhiệm đi. Ok, nhưng mà trước khi đến với bài speed test với cả là chấm điểm số các thứ ấy, thì mình sẽ nói luôn nhá, hiệu năng chơi game hiện tại chiếc Neo 9S Pro Plus nó vẫn sẽ hơn một chút. Cụ thể đi, khi mà các bạn chơi Genshin Impact setting thì em mày được khoảng tầm 59,7 nha. Em mày chỉ khoảng hơn 59 một chút thôi. Nhưng mà mình có cảm nhận được là chiếc Neo 9S Pro Plus nó ổn định hơn. Dù sao cũng là chip Snap mà anh em. Có thể Dimensity thì theo lý thuyết nó mạnh hơn, nhưng mà đấy, khi áp dụng vào game ấy thì Snap sẽ được hỗ trợ tốt hơn anh em nha. Nên khi mà chơi ấy, mình cảm giác là con này nó ổn định hơn. Con này thì ok, FPS cao nhưng mà kiểu như thi thoảng nó sẽ khựng nhẹ một xíu, thi thoảng thôi anh em nhá, rất ít thôi nhưng mà có cảm nhận được. Còn chiếc Neo 9S Pro Plus thì đấy, rất là phê luôn. Một con gọi là 10 điểm thì con này gọi là 9 điểm đi. Nhưng mà về cái phần pin khi mà chơi game ấy thì các bạn lưu ý này, khi mà chơi Genshin Impact setting 20 phút, chiếc Neo 9S Pro Plus ấy nó sẽ mất khoảng tầm 10% pin, trong khi chiếc Z9 Turbo Plus thì mất khoảng tầm 8% pin thôi anh em nhá. Đấy, thì tí nữa xong bài test ngày hôm nay ấy, mình cũng sẽ so sánh về pin nhá. Ok. Cả hai chiếc máy không còn gì này. Mình sẽ tắt đi và khởi động lại cho nó chuẩn nha. Ok, Z9 Turbo Plus nhanh hơn một chút anh em nha. Ảo chưa? Rồi, cái không có gì này. Và chung một mạng wifi, đều đã bật chế độ Monster rồi. Đầu tiên sẽ là ba ứng dụng cơ bản anh em hay dùng. Facebook này, anh em thấy con Z9 Turbo Plus nhanh hơn một chút đúng không ạ? Chút thôi nhưng mà nhận ra được. Messenger này. Đấy, con này load rất là nhanh nhá. Top Top này. Top Top thì gần như là giống nhau nhỉ. AnTuTu Benchmark. Ok. Con này nhanh hơn nha. Và các bạn nhìn kỹ điểm số này. 1.984 và 2.048. Nhưng mà các bạn nhìn cái phần CPU của con Dimensity nhá, nó cao điểm hơn. Tại vì sao? Xung cao hơn anh em ơi. GPU nó sẽ gánh lại một chút này, với cả mem mấy các thứ cũng gánh lại một chút nha. 3D Max. Với 3D Max thì mình sẽ chấm một cái bài test gọi là cơ bản thôi, with light extreme thôi, chứ còn chấm stress test lâu lắm. Rồi, hai máy xong thì gần như là giống nhau. Nhưng mà đây, anh em xem cái phần GPU này, cũng giống với cả AnTuTu luôn. Thì điểm số 3D Max của chiếc Neo 9S Pro Plus nó cao hơn anh em nhé. 4.900, con này 4.500. 29,77 FPS, em này sẽ là 27,20. Nói chung là hiện tại ấy là CPU con này hơn, nhưng mà GPU ấy thì Snap vẫn hơn nha. Đây, chấm Geekbench này, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Với Snap ấy thì sẽ là 1x3.0, con này sẽ là 1x3.4, con này là 3x3.1, con này sẽ là 3x2.85, 4x2.0 và con này sẽ là chia ra 2x2.96 này và 2x2.27. Hiện tại thì Dimensity 9300 Plus ấy nó sẽ có một cái nhân cao hơn anh em nhé, nhưng mà 7 nhân còn lại thì đang yếu hơn. Thôi chấm thử để xem nào. Ok anh em ơi, Dimensity 9300 Plus xong trước anh em nhé. Ảo ma Canada nhỉ. Rồi, và điểm số thì Dimensity nó cũng cao hơn luôn, 2200,
2001, 7003, 6003. Các là điểm đa nhân cao nhỉ? Khó hiểu thực sự. Tiếp theo thì mình sẽ thử render một cái video trên CapCut anh em nhé. Đây thì mình sẽ thêm một cái video giống nhau. Rồi, các bạn nhìn sự khác biệt này. Với con chip Snap ấy, thì mặc định nhá, anh em sẽ có Full HD. Dimensity sẽ chỉ là 720p. Và render ra thì Snap sẽ có 4K. Con này sẽ chỉ là Full HD anh em nhá. Vậy thì mình sẽ render ra là Full HD và 60fps. Chất lượng cao nhất luôn. Máy mạnh mà. 3, 2, 1. Ok, hiện tại Dimensity đang nhanh hơn rất nhiều anh em nha. Gần gấp đôi cơ. Nói chung là bọn Dimensity nó ảo lắm. Ok, xong rồi. Gần gấp đôi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ vào hai cái tựa game nhé. Nhanh quá, hình như giống nhau nhỉ. Không khác mấy đâu. Genshin Impact này. Ok, snap vào trước anh em nha. Ok, rồi, bây giờ là 10 giờ 40 phút và chiếc Z9 Turbo Plus sẽ là 42% pin, còn Neo 9F Pro Plus sẽ là 40% pin anh em nhá. Đấy. Rồi, vừa xong thì mình đã so sánh cho anh em về hiệu năng thực tế với cả là pin của hai chiếc máy này. Nói chung là Dimensity nó vẫn sẽ có một cái ưu điểm là xung nhịp cao này. Theo lý thuyết thì nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà thực tế thì còn tùy phần mềm anh em nhá. Nó có liên quan đến sự tối ưu mà. Nhưng mà đấy, lưu ý giúp mình, đây là một chiếc máy 8 củ, còn đây sẽ là 10 củ. Và cả hai chiếc máy đều sẽ là những sản phẩm đang cực kỳ hot nha. Vậy thì các bạn thấy sao về hai chiếc máy này? Các bạn thích chiếc máy nào hơn? Hãy để lại comment phía bên dưới. Và đừng quên, link mua cả hai tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với các bình luận game. Rồi xin chào, bye bye.